hai của các đội bóng đến từ những quốc gia bóng chuyền, có nền bóng chuyền tiên tiến, thì họ là những chuyền hai cũng phải đang đánh đối chuyền, thực hiện những pha tấn công rất bất ngờ. Đoán được miếng đánh cần nhiều hơn nữa, những pha phối hợp đánh tốt như vậy của các cô gái chủ nhà VTV Bình Điền Long An, đường truyền ngược rất hiệu quả của Hồng Đào.